Vợ Bùi Tiến Dũng đăng status lạ giữa đêm, khẳng định bố không xứng đáng. Mạng xã hội hiện đang truyền nhau đoạn status giữa đêm của vợ Bùi Tiến Dũng. Cô viết, mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi. Từ giờ trở đi hãy để ba mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mặt chưa bao giờ xứng đáng. Động thái của Khánh Linh hiện đang được cư dân mạng bàn luận. Hiện tại cả hai chưa có động thái lên tiếng về thực hư câu chuyện. Vợ Bùi Tiến Dũng tên Nguyễn Khánh Linh, sinh ra trong một gia đình khá giả, làm kinh doanh ở Bắc Ninh. Từ nhỏ cô đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực, nhưng đáng quý là song song với đó, cũng được gia đình uốn nắn dạy cách tự lập từ sớm. Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình, kinh doanh khách sạn và quán karaoke. Gần đây, cô và Bùi Tiến Dũng còn kinh doanh thêm thời trang, cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng. Khi cô một tay lo lắng mọi chuyện bởi chồng vốn thường xuyên phải xa nhà để tập luyện thi đấu. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Khánh Linh hạ sinh con gái đầu lòng cho Bùi Tiến Dũng tên Sushi. Cuối năm 2021, gia đình Tiến Dũng đón thêm bé thứ hai Bùi Khánh Gia Hân, biệt danh Mochi. Thêm con là thêm vui, nhưng dĩ nhiên cũng có thêm nhiều áp lực cho Khánh Linh. Dù vậy, Tiến Dũng nói Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh. Thế mới thấy Bùi Tiến Dũng cưới được Nguyễn Khánh Linh, hạnh phúc không phải cơ ngơi của nhà vợ mà bởi người đầu óc tay gối đầy đảm đang.